Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1693 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthy@gmail com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ bạn nữ này quê ở đồng tháp bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất rất là nhiều năm về trước tầm khoảng bảy mươi mấy gần tám mươi năm trước chuyện này là do bà ngoại của bạn đã kể lại nhưng mà thời điểm xảy ra câu chuyện này á, năm đó bà ngoại của bạn vẫn còn rất là nhỏ, bà chỉ mới 3 tuổi thôi. Cho nên bà cũng không có nhớ nhiều chuyện này đâu, mà bà được nghe từ bà cố là mẹ của bà ngoại của bạn á kể cho ngoại nghe, xong rồi sau này ngoại mới kể lại cho gia đình cho con cháu nghe. Bà ngoại kể rằng ngày xưa Ông bà cố của bạn sống với nhau có tổng cộng 7 người con, gồm có 4 người con trai và 3 người con gái. Người đầu tiên là ông hai của bạn, năm đó 18 tuổi. Tiếp theo là ông ba 15 tuổi. Tiếp theo nữa là bà tư, năm đó 12 tuổi. Kế tiếp là ông năm 10 tuổi rồi tới ông sáu 8 tuổi, bà bảy 6 tuổi và người cuối cùng là bà ngoại của bạn, năm đó 3 tuổi. Thì do hồi đó nhà của ông bà cố bạn rất là nghèo. Cho nên hàng ngày ông cố với lại ông hai của bạn là anh của bà ngoại á. Hai cha con sẽ đi làm mướn cho người ta. Ai kêu gì làm đó. Người ta kêu làm ruộng thì đi làm ruộng. Kêu cút đất hay là kêu chăm vườn á thì đi làm cho người ta. Rồi lấy công hàng ngày. Còn bà cố của bạn á thì trồng rau đem ra chợ bán còn những người con còn lại ở nhà lo việc nhà đứa lớn chăm đứa nhỏ ha thì nói chung cuộc sống cứ như thế trôi qua bình thường hoàn toàn không có vấn đề gì hết cho tới hôm cái ngày hôm đó có một người kêu ông cố với lại ông hai của bạn đi cuốc miếng vườn cho người ta thì ông cố với ông hai cũng đi khi mà đi cuốc á ban đầu cũng bình thường cũng không có gì hết mà gần ngay chỗ ông cố với ông hai làm cách tầm khoảng chừng 5-6 mét là có một cái gò đất khá là cao ban đầu hai ông đứng cuốc ha sao hồi cái tự nhiên ông cố với ông hai mới nghe tiếng chim kêu mà tiếng con chim này kêu nghe nó rất là lạ từ nào tới giờ á hai người chưa bao giờ nghe con chim nào mà kêu như thế cho nên lúc đó hai người á mới ngừng tay lại lắng nghe tiếng chim kêu rất lớn luôn cái ông hai mới hỏi ông cố rằng là ủa tía tiếng con chim gì kêu nghe ngộ vậy tía cái ông cố nói tía cũng không biết nữa biết chim gì kêu mà sao kêu lớn quá chắc là nó ở đâu đây nè thì lúc này á ông hai mới dòm giáo giác ông hai mới phát hiện rằng á tiếng chim này nó phát ra từ ở bên kia cái gò đất thì ông hai mới nói với ông cố rằng đó là tía đứng đây nha để con qua con coi coi con coi coi sao cái ông hai mới rón rén rón rén đi lại đằng ngay chỗ cái gò đất. Ông hai vòng qua. Ông hai mới nhìn thấy có một con chim. Mà con chim này nó cũng rất là kỳ lạ luôn. Tiếng chim của nó kêu á là đã lạ rồi. Mà cái thân hình con chim này còn lạ ác hơn nữa. Cái mỏ của nó dài mà đỏ lòm mà các bạn. Nó đang đứng kêu cà quát, cà quát, cà quát vậy đó ha. Thì lúc đó ông hai mới suy nghĩ rằng là chọi chim gì ta? Chim gì ngộ cho ta mà bự quá trời để mình bắt mình đem về cho má mình nấu cháo cho mấy đứa em nó ăn lòng hai nghĩ vậy tại vì hồi đó là có thịt đồ ăn là quý lắm các bạn cho nên á ông hai mới rón rén từ 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 ông hai đi lại gần nó xong rồi ông hai chụp được nó ông hai mới túm hai cái chân của nó đó ông hai mới xách lại đưa cho ông cố coi cái ông hai nói rằng tía tía cũng bắt được nè tía coi coi chim gì vậy tía sao mà lão quắc à cái ông cố bây giờ ông cố nói ờ tía cũng không biết con kim gì nữa nào giờ tía lần đầu tía thấy luôn á chưa bao giờ tía thấy ủa mà mày bắt nó làm gì vậy bắt nó chi vậy cái ông hai nói uh, thì con bắt đem về cho má nấu cháo cả nhà mình ăn kiên chi tía xong cái ông cố cũng không nói gì ha rồi cái ông hai mới lấy dây cột hai cái chân con kim này lại để quan bên rồi mới cuốc đất tiếp sau khi làm xong ngày đó buổi chiều hai cha con về mới xách con chim về đem vô nhà á cái ông Hai mới đưa cho bà cố coi. Cái bà cố hỏi kim gì vậy con? Cái ông Hai nói con cũng không biết nữa, hồi sáng này nó kêu um sùm, rồi con bắt được nó mà nó bự quá, cho nên nó đem về cho má nấu cháo cả nhà mình ăn. Thì lúc này á bà cố với dòm nó, trời kim gì lạ ngộ vậy? Lần đầu tiên tao thấy luôn. Mà ăn được không? Trời ơi có độc không? Ăn vô mắt công á là có chuyện gì nha con, thôi thôi, đem thả đi. Nhưng mà ông Hai không chịu, Ông Hai nói rằng trời ơi độc gì má ơi. Đọc gì? Có thịt ăn là ngon lắm rồi Bây giờ con đem con làm thịt Má bắt nồi cháo đi Rồi ngồi má nấu cháo cho cả nhà ăn luôn Con nghĩ là thịt chim thì ngon lắm Xong cái bà cố cũng không nói gì hết ha Rồi cái ông hai mới đem làm thịt chim Rồi hồi sau á Là có một bữa cháo thịt chim Ăn ngon lành luôn Thì hôm đó cũng bình thường Không có gì hết Tầm khoảng chừng mấy ngày sau á Là ở trong xóm có đám dỗ cho nên nó là ông bà cố cũng qua bên đám dỗ Bà cố thì về trước Còn ông cố là do nhậu tì 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 nhậu cho tới tối luôn Ông cố mới về Lúc này ông cố của bạn đã xỉnh rồi Ông cố ói tùm lum tùm la hết trơn á Bà cố cũng dọn cũng cằn nhằn Rồi sau đó bà cố mới kêu mấy người con đi ngủ Xong rồi bà cố cũng leo lên kế bên ông cố để mà ngủ luôn Thì cũng bình thường ha cho tới cỡ chừng một giờ mấy đêm á, thì lúc này ông cố của bạn mới giật mình thức dậy là tại vì ông cố của bạn mất tiểu. Lúc đó ông cố mới ngồi dậy, ông cố mới nhìn qua kế bên, không có thấy bà cố của bạn đâu. Ông cố cứ nghĩ rằng chắc là bà bà cố đã trở dậy để mà đi tiểu rồi, thì ông cố của bạn mới đi ra làm sao. Nhưng cái lúc mà ông cố ra thì ông cố nhìn thấy bà cố của bạn á đang ngồi ở phía sau bếp. Mà bà cố của bạn ngồi theo cái kiểu Ngồi chùm hỏm xuống đất Rồi úp hai cái mặt vô trong cái đầu gói á Mà bà cố khóc nha các bạn Khóc hức 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 vậy đó Mà nghe nó thảm thiết lắm Khóc vậy đó Thì lúc này do quá mất tiểu đi Cho nên mặc dầu nhìn thấy bà cố của bạn đang ngồi khóc Nhưng mà ông cố không có lại hỏi Ông cố không có lại coi mà ông cố á đi nghe ông cố dền vậy nè cái ông cố mới hỏi lại rằng á lụa bà mắc gì bà ngồi đó bà khóc giờ này vậy chuyện gì khóc vậy mà ông cố đi te te ra ngoài kia tại vì đang mắc quá cho nên phải giải quyết trước ông cố đi ra ngoài kia ông cố tiểu cho xong rồi ông cố mới dầm vô thấy bà cố đang ngồi khóc đó ông cố mới hỏi nữa ủa bà làm gì ngồi khóc hoài vậy làm gì khóc thảm thiết nghe thấy ghê bà giờ này khuya rồi ông vô ngủ đi Mắt gì ngồi đó khóc vậy nhưng mà bà cố không trả lời không trả lời các bạn mà cứ ngồi úp cái mặt vô hai cái đầu gói mà cứ khóc hức 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 vậy đó nghe cái ông cố mới lại gần đấy tôi nói bà nghe không chuyện gì vậy mấy đứa nhỏ làm gì bà buồn hả có chuyện gì mắc gì khóc nói tôi nghe coi nhưng bà cố vẫn không trả lời luôn không ngước mặt lên luôn để ông có hỏi trời ơi có gì thôi để ngày mai từ từ rồi nói Bây giờ đi vô ngủ với tôi nè Còn nếu không nói đi Nói tôi nghe chuyện gì Nhưng cũng không trả lời Không ngước mặt lên Cái ông cố mới lợi Ông cố mới đưa cái tay Vỗ vô vai của bà cố Ông cố nói rằng Thôi nín đi đi vô Đi vô ngủ đi Rồi ngày mai tôi giải quyết cho Mấy đứa nhỏ nó quậy gì bà đúng không Ngày mai tôi giải quyết cho Đi vô ngủ Thì vừa nói tới đó xong ha Lúc này bà cố của bạn nín khóc Xong sau đó bà cố mới từ 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 như các bạn slow motion nha. Từ ngước lên nhìn. Nhìn ông cố một cái ông cố té xỉu tại chỗ luôn. Khi mộng cố thấy cái mặt của bà cố, ông cố té xỉu tại chỗ luôn. Cho tới sáng hôm sau, khi mà ông cố tỉnh á, ông cố thấy rằng là mình đang nằm ở trên giường ở trong buồng. Bà cố đang ngồi kế bên, ông cố mở mắt ra cái bà cố hỏi rằng là ông tỉnh rồi đó hả? ông làm cái gì á mà ông đi ra làm sao á ông ngủ làm sao vậy hả ông ông xỉn đến nỗi mà vậy hả ông tỉnh coi vậy coi vậy coi thì lúc này ông cố nhìn thấy bà cố nha ông cố giật mình ông cố ngồi vậy vậy nè ngồi vậy xong cái ông cố mới hỏi bà bà cái bà cố nói ông làm gì vậy làm gì nhìn tôi hả giống như nhìn ma vậy trời có gì làm sao vậy ông nói tôi nghe coi ông xỉu ơn sao hay là ông ngủ ơn sao ông làm cho tôi hôm nay là không có đi buôn bán gì được luôn tôi lo cho ông á ông nóng quá trời luôn tôi không đi buôn bán được thì lúc đó đó ông cố mới lại gần vậy cái ông cố mới đưa tay lên mới vỗ 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 vô mặt của bà cố các bạn bà 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 hả bà bà chà 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 vô mặt của bà cố thì lúc đó bà cố mới đẩy ra ông ông làm cái gì vậy làm gì vỗ vỗ vô mặt tôi vậy làm gì vậy là sao chuyện gì vậy thì ông cố nói rằng Trời ơi trời ơi bà ơi Trời ơi bà ơi Hôm nay tôi thấy cái, cái ghê lắm Tôi thấy thấy ghê lắm Cái mà cố hỏi ông thấy cái gì thấy ghê Ông nói rõ ràng tôi nghe coi Lúc đó ông cố kể rằng là tối hôm qua Tôi giật uh, mình dậy Lúc đó chắc cỡ một giờ mấy kêu được 2 giờ sáng đâu Tôi giật mình dậy tôi mắc tiểu quá chịu không nổi Tôi dòm qua Tôi thấy bà không có ngủ kế bên Tôi nghĩ là bà đi tiểu rồi thì lúc này bà cố mới cắt ngang bà cố nói ông nói gì vậy hồi hôm này tôi ngủ một giấc cái ót cho tới sáng luôn Chứ tôi đâu có hả thức dậy đi tiểu gì đâu cái ông cố nói thì bởi vậy mới nói tôi tưởng là bà đi tiểu cho nên á là tôi mới đi ra đằng sau lúc đó tôi mắc quá rồi tôi chạy lại ra đằng sau thì tôi thấy rằng bà ngồi ở đằng sau á bà đang ngồi bóp mặt xuống dưới cái 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 đầu gói của bà mà bà khóc cái ông bà cố mới nói gì khóc gì làm gì có tôi ngủ ngon lành rồi đâu có ra làm sao đâu có đi, đi đi tiểu đi đái gì đâu có khóc lóc gì làm sao đâu mà tự nhiên ông nói vậy cái ông có nói bà im coi để tôi kể cho bà nghe im coi nín đi để tôi kể hết cho nghe thì tôi cứ tưởng bà đó tôi tưởng bà đó nhưng mà do lúc đó tôi mắc quá cho nên tôi chỉ hỏi bà thôi hỏi là sao ngồi đây khóc giờ này bà không trả lời tôi cái tôi ra hả phía ngoài tôi đi tiểu vô vẫn thấy bà còn đang ngồi khóc cái tôi hỏi quá trời hỏi mà bà không trả lời trả vốn gì chưa cho nên nó là tôi mới lại tôi vỗ vai bà tôi kêu bà vô ngủ thì lúc này bà ngước cái mặt bà lên trời ơi tôi thấy xong cái tôi xỉu luôn cái bà cố hỏi ông thấy cái gì vậy ông cố mới nói rằng đó là tôi thấy cái mặt của bà y như là cái mặt con chim vậy đó cái mặt lông lá không mà cái mỏ của bà dài ra đỏ lòm mà Trời ơi tôi nhìn tao ta nói y chang như là một con chim luôn Cái mỏ dài sọc đỏ lên Tôi thấy vậy tôi ngất xỉu luôn đó Tôi xỉu luôn đó Thì khi mà nghe xong bà cố của bạn không tin Bà cố nói rằng là Trời ơi ông nói làm sao chứ Tôi hả hôm qua tôi ngủ đàng hoàng Tôi đâu có thức Với lại chắc là nhiều khi cha nội ơi cha nội xỉnh Rồi hả cha nội thấy bậy thấy bạ Thấy tàu lao thôi làm gì có Nhưng ông cố không chịu Ông cố nói rằng là ông có tôi rõ ràng tôi thấy mà tại vì tôi đang ngủ xong cái tôi uh, mắc tiểu quá tôi giật mình tôi dậy rồi cái tôi đi tiểu là tôi tỉnh rồi tôi đâu có hả là mớ mơ, mơ gì đâu nhưng mà bà cố nhất quyết bà cố nói rằng đó là không tại vì cha hôm qua cha xỉnh quá càng câu rồi xong hả tối ngủ nhiều khi hả sai xỉnh rồi mơ mơ màng màng con mắt hả hoa thấy bậy thấy bạ thấy tàu lao rồi giờ nói tầm bậy tầm bạ thôi thôi mệt quá đi ngồi nghỉ đi, đêm nay tôi nghỉ bán gì ông đó rồi hả nghĩ đi có gì tôi nấu cháo cho ăn Thì hôm đó Là ông cố ở nhà Mà ông cố suy nghĩ hoài Nó không lẽ thiệt như bà nói ta Chắc là mình qua mắt chứ làm gì mà mình thấy như vậy Xong cái hả là hôm đó ông cố cũng Tới tối là ông cố đã đỡ nóng rồi Nhưng mà có điều Đúng một tuần lễ sau Cái ngày hôm đó ông cố của bạn bị bệnh đậu mùa Mà hồi xưa các bạn nếu mà bị bệnh đậu mùa nhẹ nhẹ còn đỡ còn nếu mà nặng quá nhiều khi á là cứu không được thì do hồi đó nghèo quá không có tiền đi bác sĩ rồi ông cố bị bệnh đậu mùa nổi khắp người rồi sốt cao vậy đó rồi hả uống thuốc không đỡ uống thuốc nam thuốc lá không đỡ rồi cái ông cố mất luôn thì khi mà ông cố mất là ông cố mất vì bệnh đậu mùa bị thủy đậu đó bà cố đâu có nghĩ tới vấn đề tâm linh bà cố cứ nghĩ rằng do là ổng bệnh nặng quá cái bệnh nó nặng quá cho nên ổng mất thôi gia đình nó là cũng an tán rồi chôn cất gia đình cũng đau buồn dữ lắm xong rồi á là tầm khoảng chừng hơn một tháng sau thì do lỡ sớm bên á có người á là người ta mướn ông hai là anh của bà ngoại của bạn á ta mướn ông hai đi qua bên đó làm ruộng rồi tối ngủ lại để mà giữ ruộng cho người ta tại vì á người ta biết là ông hai hiền á cho nên đó là người ta tin tưởng dữ lắm thì ông hai của bạn cũng đi và khi mà đi qua bên đó ha là tầm khoảng chừng mới có mấy ngày các bạn ông hai bệnh nghe những người mà làm chung với ông hai nói rằng á là khi mà làm ruộng á là thấy nó than nhức đầu mà mặt mày nó đỏ lắm xong rồi mọi người còn hỏi mà bị gì vậy hai thì ông hai nói rằng á là em mệt bữa nay kiểu như em sốt thì người ta còn kêu rằng mày sốt quá thì thôi mày đi về nhà đi có gì má mày à, nấu cháo rồi có gì á là cho mày uống thuốc thì ông hai còn nói không sao đâu trời ơi đàn ông con trai thanh niên trai chán em khỏe lắm em chút xíu em hết à nhưng mà mấy ngày luôn nha các bạn xong rồi có hôm đó là những người làm chung với ông hai á không có thấy ông hai đi ra mần thì người ta thấy lạ cho tới trưa hôm đó cũng không thấy ông hai ra mần cho tới chiều cũng không thấy cho nên mấy người này mới lại đằng cái chòi cái chòi này là do chủ ruộng người ta làm sẵn thì ông hai họ ông hai ở đây nè thì mấy người này mới lại thì thấy rằng ông hai của bạn đã mất rồi đã mất rồi các bạn và người đã cứng luôn rồi trời ơi, lúc đó hả người ta mới báo về cho bà cố của bạn bà cố khóc quá trời khóc cũng đem ông hai về để mà chôn có công hai rất là đau lòng trong khi tháng trước là ông cố mất tháng thứ hai là ông hai mất nhưng mà bà cố vẫn không nghĩ gì về vấn đề tâm linh mà bà cố nghĩ rằng chắc là do con của mình nó đi làm rồi cái kiểu giống như là tham công tiếc việc quá làm nhiều quá mà không có nghỉ ngơi mới bị bệnh tại vì nghe mấy người kia nói là bệnh mấy bữa trước rồi mà kêu nó nghỉ nó không nghỉ cho nên bà cố cứ nghĩ rằng đó là do ông hai làm nhiều quá cho nên nó là ông hai bị bệnh rộng hai mất thôi Chứ không nghĩ gì về vấn đề tâm linh hết ha xong cái sau đó đó là cỡ tháng trôi qua cũng không có gì trong tháng đó cái qua hơn một tháng thì tới ông ba ông ba của bạn lúc đó là 15 tuổi đó các bạn thì bạn kể rằng là ông ba của bạn do là ở nhà bình thường ở nhà là phụ bà cố uh, giống như cắt rau nè để bà cố đem ra chợ bà cố bán rồi đó là ông ba sẽ ở nhà phụ lo cho các em ha thì hôm đó là tầm khoảng chừng chiều chiều rồi lúc này bà cố đã đi bán về thì ông ba mới xin bà cố là cho đi chơi chung với lại nhóm bạn của ông ba là nhóm nít cỡ cỡ trang lứa với ông ba đó thì bà cố cũng cho đi cái ông ba mới đi lúc này cả nhóm mới kéo ra ngoài mé sông để chơi cả nhóm không có tắm sông nha mà chỉ chơi ở trên thôi chứ không có là nhảy xuống sông tắm thì trong cái lúc mà đang chơi vui vậy đó cái tự nhiên ông ba mới nghe tiếng kêu ơi ba ba ông ba nghe vậy đó cái ông ba mới dòm dòm giáo giác kìa nè thì mấy người bạn kia vẫn chơi bình thường có nghĩa là mấy người bạn kia không có nghe nhưng ông ba của bạn lại nghe lúc này mới nghe ơi ba ba thì ông ba mới dòm ông ba mới dòm xuống dưới sông lúc này ông ba nhìn thấy ông cố với lại ông hai của bạn đang lội dưới sông đang bơi tới bơi lui dưới sông xong rồi kêu ông ba của bạn mà kêu ông ba ông ba ngoắt vậy nè xuống đây <laughs> xuống đây xuống đây thì lúc đó ông ba mới giật mình hết hồn ông ba mới kêu ê tụi bay tụi bay dòm xuống sông kìa dòm xong kìa thì mấy người bạn kêu mới dòm xuống mà đâu ai thấy gì đâu không ai thấy gì hết á cái mọi người hỏi gì các bà nói tụi bay có thấy tía tao với lại anh hai tao dưới sông không thì mấy người bạn kia nói đâu có đâu cái gì thằng này nói tào lao thì ông ba nghe giận ông ba sợ là có mình mình thấy cho nên ông ba của bạn mới chạy u về nhà không chơi nữa mới về mới kể lại cho bà cố nghe là má ơi má mới nãy là con thấy tía với lại anh hai ở ngoài sông á má đang lội dưới sông mà kêu con kêu con xuống đi rồi cười nữa má thì sau khi mà nghe xong bà cố không tin Bà cố nói rằng là mày nói cái gì vậy mày Tía mày với lại anh hai mày chết rồi Kêu gì Kêu mày kêu mày cái gì Cái ông ba nói trời rõ ràng con thấy vậy mà Cái bà cố nói Do đi chơi rồi hả Kiểu như giờ đó còn nắng á Cho nên nó là nắng nôi no rồi hoa mắt Thấy bậy thấy bạ Thôi đừng có nói bậy Thì khi mà nghe bà cố nói như thế Ông ba cũng không nói nữa Xong tầm khoảng chừng mấy hôm sau ha thì hôm đó ông ba cũng đi ra phía ngoài mé sông chơi mà hôm đó kiểu giống như là rủ không ai đi chung á ông ba buồn ba điên mình cái ông ba đi ra ngoài phía mé sông chơi thì ở bên kia cái chỗ cái con sông này nó cũng nhỏ chứ nó không có lớn nha các bạn ở bên kia là có nguyên một cái bụi tre lớn dữ lắm thì trong cái lúc mà ông ba đang thơ thẩn bên đây cái ông ba mới nghe tiếng kêu ê ông ba ông ba ông ba cái ông ba mới dòm qua bên kia thì ông ba nhìn thấy Là ông hai đang đu Ở trên cái bụi tre bên kia Ông ba thấy rõ ràng ông hai luôn Cái ông ba mới giật mình hết hồn Mới đưa tay lên dụi mắt vậy đó Dụi 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 Xong cái ông ba dòm lại thì không thấy nữa Cái ông ba cũng sợ quá mới chạy về Nhưng mà nhớ lại hôm trước mẹ mình la Thành ra là ông ba không có dám kể lại Cho bà cố nghe rồi xong cái sau đó cỡ khoảng chừng hai ba hôm nữa ha thì đêm đó ông ba ngủ Ông ba đã nằm mơ Trong giấc mơ Ông ba nhìn thấy ông cố Với lại ông hai về Và nói với ông ba rằng là Mày chuẩn bị đi Bốn ngày nữa tía với tao rước mày đi Bốn ngày nữa tía với tao về rước mày đi Thì nghe vậy cái Hai người kia biến mất tiêu Ông ba ông giật mình tỉnh dậy cho tới sáng hôm sau ông ba mới kể lại cho bà cố nghe là má ơi má Má ơi tối hôm qua con nằm mơ con thấy tía với lại anh hai á rồi anh hai nói với con á là kêu con chuẩn bị đi rồi bốn ngày sau á là sẽ về rước con đi sao tự nhiên con nằm mơ thấy kỳ quá má kỳ quá thì lúc này á bà cố cũng tin luôn các bạn bà cố tin bà cố nói trời ơi hả chắc nhiều khi mày nhớ tía mày với lại nhớ anh hai mày cho nên nó là thấy bậy thấy bà mơ thôi chứ không có gì đâu con thôi đừng có suy nghĩ không có gì đâu xong cái 3 ngày cho qua thì bình thường cho tới ngày thứ tư á thì hôm đó là buổi trưa uh, tới trưa nha các bạn kiểu giống như là chín mười giờ sáng mà hôm đó thì bà cố á là đi bán rau chưa về rồi cái ông ba ở nhà ông ba chăm cho bà ngoại của bạn ngủ rồi thì lúc này mấy đứa bạn của ông ba mới chạy qua mới rủ ê ba đi tắm xong đi tắm xong thì ông ba thấy là bà ngoại của bạn đã ngủ rồi đó Thành ra ông ba mới nói với lại bà Tư á, nói rằng hả là anh đi tắm xong chút anh về nha. Rồi đừng có nói với má nghe không? Cái bà Tư cũng gật đầu. Cái ông ba mới đi với mấy người bạn của ông. Đi tắm hả xong cái ngồi sao cho tới chiều luôn. Tới tới chiều luôn vậy đó ha. Tới khi mà bà cố của bạn về là cỡ 2 3 giờ đó. Bà cố về bà cố thấy bà ngoại khóc quá trời. Cái bà cố không thấy ông ba đâu ban đầu cũng không hỏi cái hồi sao thấy rằng ba chưa về cái bà cố mới hỏi bà tư á nó ủa ba đâu rồi con anh mày đâu cái bà tư nói dạ mới nãy anh con mấy đứa mấy người bạn của anh á là rủ anh đi tắm sông rồi má thì nghe vậy bà cố cũng bực lắm nhưng mà do anh ba cũng còn nhỏ mới 15 tuổi cho nên bà cố cũng hả là kệ đi một chút về la sao mà ta nói đợi cho tới chiều nữa 5 giờ cũng không thấy ông ba về rồi tới hả là 6 giờ cũng không thấy ông ba về thì lúc này bà cố mới lo bà cố mới kêu á là bà cố mới hỏi bà tư á là mới nãy thằng nào nó kêu anh mày đi hồi sáng là thằng nào kêu anh mày đi cái bà tư nó thì nguyên đám bạn của ảnh trong đó có anh bờm nữa thì lúc đó đó bà cố mới qua bên nhà của ông bờm mới hỏi ông bờm rằng là hả à, à, mày rủ à, con tao đi tắm sông tụi bay rủ con tao đi tắm sông nó đâu rồi thì ông bờ mới nói rằng là dạ hồi sáng tụi con đi tắm xong Tắm cho đã đời cái tới cái lúc mà tụi con về tụi con leo lên bờ rồi Lúc đó là nó vẫn còn dưới sông Thì tụi con mới kêu nó là lên đi Nhưng mà nó nói rằng là cái mình của nó vẫn còn dính sình nó kêu tụi con về trước đi để mà nó rửa sình cho sạch sẽ rồi nó về sau thì lúc này là tụi con về trước hết còn nó có lên hay không thì con không biết không ai biết hết thì khi nghe vậy nha là bà cố của bạn rất sợ bà cố mới chạy u ra ngoài xong khi chạy ra ngoài đó thì thấy cái áo của ông ba của bạn là ở trên bờ mà không thấy ông ba đâu trời ơi bà cố la bà cố khóc quá trời rồi nhờ hàng xóm láng giềng á cho người ta lặn xuống để mà kiếm kiếm đâu có đâu các bạn qua ngày hôm sau tìm cũng không có luôn thì lúc này trong sớm mới kêu rằng là lên trên chùa gần đó là có một ngôi chùa có một vị sư rất là già già lắm cỡ chừng bảy mấy tám mươi rồi thì lên nhờ sư đó để mà sư xuống sư tụng kinh để có gì xác nổi lên vậy đó ha thì lúc đó là cũng lên mời sư xuống sư đứng sư tụng một hồi sao ha là mọi người tìm được ông ba là đã mất rồi nha các bạn xác là bị cá rỉa rồi trời ơi bà cố khóc quá trời khóc luôn xong cái sau đó sư mới bước lại sư mới nói với bà cố rằng là gia đình đã gặp nạn trùng tan rồi gia đình nên tìm thầy để mà giải quyết đi chứ hả sư là sư già lắm sư không có sức để mà sư giải quyết được cho nên gia đình tìm hả là ông thầy pháp nào hay hay À, là coi như giải được cái nạn trùng tan này cho gia đình đi chứ nếu không á là nhà sẽ có người mất nữa đó thì sư nói xong sư về chùa bà cố nghe vậy bà cố sợ quá trời sợ luôn hàng xóm láng giềng cũng nghe cũng sợ tại vì hả ba tháng liên tục các bạn tháng đầu tiên là ông cố của bạn mất tháng thứ hai là ông hai rồi bây giờ tới tháng thứ ba là ông ba mà còn thêm mấy người con trong nhà nữa thì ai cũng sợ mọi người cũng xôn xao cũng giúp bà cố của bạn chôn cất ông ba xong rồi sau đó là cũng hỏi thầy tại vì khu vực đó là không có thầy thì mọi người cũng hỏi người này người kia coi coi có biết là thầy nào hay hay không thì cuối cùng á là có người chỉ cho bà cố một ông thầy tên là thầy hai tâm ông thầy này á, là ở châu đốc an giang nha các bạn thì hôm đó đó rất là sớm bà cố đã đi châu đốc rồi bà cố mới nhờ à, mấy người trong xóm á là giữ mấy đứa nhỏ giùm thì bà cố đi một mình nha khi mà đi lên tới châu đốc muốn gặp thầy cũng không dễ mà phải đi sâu vô trong núi nữa nha thì lúc mà vô tới chỗ nhà thầy rồi người ta chỉ đường đi đó thì bà cố đi vừa mới tới cửa nhà ông thầy bước ra thì bà cố nói rằng là thầy ơi con tìm tới đây để mà con muốn hỏi thầy một việc. Thì ông thầy ông xua tay ông nói vậy nè. Cô khỏi nói nữa. Tôi biết rồi chồng của cô là đã tìm tới đây nói cho tôi biết rồi. Bây giờ cô vô đi. Bà cố nghe xong cũng ngỡ ngàng. Cái bà cố cũng bước vô nhà. Thì vô nhà bà cố kể là trong nhà thầy có một bàn thờ Phật. Ông thầy kêu bà cố là bây giờ cô lấy nhang À, cô thắp lên bàn thờ phật đi rồi sau đó lại ngồi nói chuyện với tôi cái bà cố cũng thắp nhang lại phật rồi mới lại ngồi nói chuyện với ông thầy ông thầy mới nói rằng đó là hả chồng của cô á tìm tới đây nói cho tôi biết rồi à, cô biết nhà của cô là bị gì không ông thầy hỏi vậy đó cái bà cố mới nói rằng đó là dạ nhà của con đó là nghe sư gần nhà Sư trong chùa gần nhà nói rằng nhà của con bị nạn trùng tan, cho nên nó là hôm nay con tìm tới đây nè. Thì lúc đó đó, ông thầy cũng cười, ông nói tôi hỏi vậy chứ tôi biết rồi, tôi biết rồi hả? Đúng rồi đó, nhà của cô là bị nạn trùng tan đó, bị nạn trùng tan đó, mà tôi nói cho cô biết nha, chồng của cô với lại hai đứa con của cô bị giam, rồi bị đánh dữ lắm bị đánh đập dữ lắm rồi hả mà chồng của cô á bị nó đánh chịu không nổi cho nên mới khai tên của cái thằng nhỏ vừa mới chết đi mà mới tên mới chết ra thành ra nó mới bị chết đó bây giờ là hai đứa nhỏ đang bị đánh chồng của cô cũng bị đánh dữ lắm xong cái tự nhiên ổng lấy ra một cái cây mà cố kể rằng nó là ổng lấy một cái cây rồi ổng lấy một cái con dao mà ổng ngồi kiểu giống như ổng rọc 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 cái cây này rọc cái vỏ cây vậy đó cái ông nói tiếp thì nào ổng nói cô biết tại sao mà nhà của cô bị cái nạn này không? Ông vừa làm vậy ổng hỏi, cô biết tại sao mà nhà của cô á là bị cái nạn này không? Cái bà cố nó dạ con không biết. Cái ổng mới nói tại vì á là nhà của cô á hồi cái lúc mà chồng của cô với lại thằng con trai lớn của cô còn sống á đã bắt một con chim. Con chim này là chim thần là chim thần trùng, nó là thần trùng đó. nhưng mà xui nữa là gia đình của cô đang thịt nó, thành ra là nó sẽ báo thù, nó sẽ bắt hết nguyên nhà của cô bằng được với thôi. thì nó đã bắt được ba người rồi, nó sẽ bắt tiếp tục mấy người khác nữa. bây giờ nếu mà không có giải quyết liền á, sợ rằng mấy đứa sau từ từ đi hết. bà cố nghe vậy hả? bà cố nghĩ trời sao mà ông biết cái chuyện vụ chim đó? dụng chim đó là đã hơn 3 tháng trước rồi thì sao không biết cái chuyện đó ha cái ông thầy bà cố mới khóc nha bà cố mới nói rằng á là hả giờ phải giải quyết làm sao hả thầy ông thầy mới bỏ cái cây xuống bỏ dao xuống ông thầy mới nói rằng đó là bây giờ á có cứu được cô có cứu được mấy đứa con sao của cô hay không là đều là do phước đức của cô với lại do phước đức của mấy đứa nhỏ nhưng mà tôi sẽ cố gắng thì thôi bây giờ á để tôi ghi cho cô năm lá bùa cô đem về cô dán cửa trước một lá cửa sau một lá bên hông bên đây một lá bên hông nhà bên đây một lá còn một lá thì cô để lên bàn thờ nhà của cô rồi ba ngày sau tôi sẽ xuống nhà của cô để tôi cúng cho tôi sẽ làm hết sức của tôi để coi coi cô với lại con của cô có phước đức hay không thì lúc này ổng mới uh, lấy giấy để vẽ bùa rồi mới đưa cho bà cố của bạn năm lá bùa kêu bà cố về đi rồi ba ngày sau là mấy giờ mấy giờ là ổng sẽ có mặt ở đồng tháp thì à, bà cố cũng quyên lại địa chỉ cho ổng vậy đó ha cái uh, về cái bà cố cũng dán dán bùa hả cửa trước một tấm cửa sau tấm bên hồng vách nhà anh đang tấm bên đây tấm rồi để lên bàn thờ anh tấm rồi hả tới cái ngày thứ hai á, là bà cố đã mua sẵn những món trái cây mà ông thầy dặn. Cho tới ngày thứ ba là đúng 10 giờ ông thầy xuống tới nhà của bà cố. Ông đi cùng với lại hai người đệ tử nha các bạn. Và sau khi mà xuống tới á, thì lúc đó là ông mới kêu bà cố là chuẩn bị làm một bàn cúng để ngoài sân. Cho tới đúng 12 giờ tôi sẽ cúng. Thì cái lúc mà cỡ 11 giờ rưỡi á thì ổng kêu á là bây giờ ẩm bà ngoại của bạn qua bên nhà sớm để gửi mình đó đi. tại vì bà ngoại của bạn còn nhỏ mới có 3 tuổi bà ngoại sẽ không có biết những cái lời mình nói nhiều khi bà ngoại sẽ có những cái hành động mở mắt hay là đi tới đi lui thì mắc công lắm thành ra là phải đem gửi bà ngoại của bạn còn mấy người con kia là lớn rồi nói nghe lời cho nên nó là Tới lúc 11 giờ 55 phút á thì ổng kêu rằng đó là bây giờ mấy mẹ con đi vô trong nhà. Đi vô trong nhà nè. Mấy mẹ ngon ngồi lại thành một hình tròn. Hình tròn nha các bạn. Ngồi lại thành một hình tròn. Rồi nhắm mắt lại. Tuyệt đối nghe cái gì. Không có được mở mắt ra. Mà cứ ngồi đó nhắm mắt và niệm Phật liên tục cho tôi nhớ nghe không nhớ những gì tôi dặn nghe không thì lúc này á là bà cố với lại mấy người con mới vô nhà mới ngồi lại thành một vòng tròn xong rồi sau đó nha ổng mới đi ra ngoài sân ổng mới cúng nha thì bà cố nói rằng nha ổng kêu là tôi kêu một cái là nhắm mắt nha tôi kêu một cái là nhắm mắt niệm phật cho tôi nha thì ổng mới cúng ổng cúng là đúng 12 giờ trưa mà giữa trưa như vậy trời đang nắng nha các bạn đâu có mây đen gì đâu Tự nhiên khi ổng cúng xong Tự nhiên ha Mây đen ùng 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 kéo tới Gió thổi ào 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 Giống như là có bão tới nơi vậy đó Thì lúc này ổng kêu rằng Rồi mấy mẹ con nhắm mắt lại đi Rồi niệm Phật nghe chưa Tuyệt đối không được mở mắt ra nghe chưa Thì lúc này bà cố với lại hả Mấy ông mấy bà là nhắm mắt lại Xong sau đó ha Là bà cố đâu thấy gì đâu Không thấy Tại vì nhắm mắt mà Nhưng mà bà bà cố miệng thì đọc miệng thì niệm phật mà lỗ tai á thì bà cố nghe cái gì mà đánh nhau sảng 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 ở ngoài giống như là mình coi phim kiếm hiệp vậy đó các bạn. đánh nhau ì đùng hữ 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 ở ngoài sân á xong rồi hồi sau là cỡ khoảng nửa tiếng thì lúc này ông kêu rằng là mở mắt ra đi lúc đó là nghe im bặt không còn nghe tiếng gì nữa thì bà cố mới mở mắt ra thì trời trong xanh trở lại gió cũng hết rồi còn ông thầy á học máu các bạn tội nghiệp vô cùng luôn. Ông học máu, hai người đệ tử của ông dìu ổng vô, thì ông kêu rằng là được rồi đó. Bây giờ là tôi đánh được rồi, tôi đánh được nó rồi và tôi đã nhốt nó, tôi nhốt vô một cái hũ để tôi đem nó về tôi chôn. Còn của còn cái nhiệm vụ của cô bây giờ á xong cái ổng ra hiệu cho đệ tử của ổng lấy đưa cho ổng một sắp giấy Ông vẽ bốn lá bùa là kêu dán thêm bốn lá bùa xung quanh nhà. Xong rồi á là ông vẽ thêm á là à, tổng cộng gia đình của bà Cố bây giờ còn nhiêu người? Bà Cố, bà Tư, rồi ông Năm, ông Sáu, bà Bảy với lại bà ngoại của bạn, chỉ còn 6 người đúng không? Thì ông vẽ thêm 6 lá bùa, xong rồi ông xếp lại thành cái hình tam giác nhỏ xíu vậy nè. Ông mới kêu rằng là bây giờ mỗi người trong nhà bỏ lá bùa này vô trong người Sỏ dây đeo hay là bỏ túi gì cũng được hết đeo trong vòng mấy tháng vậy đó thì hãy tháo ra tuyệt đối là không được tháo ra thí dụ đi tắm thì tháo ra một chút nhưng mà phải nhớ là tắm xong đeo vô liền rồi sau bao nhiêu tháng thì hãy tháo ra nếu không nghe lời tôi á là sau đó tôi không cứu được nữa đâu còn bây giờ thì tôi đã bắt được rồi đó thì ông học máu tội nghiệp lắm các bạn mà ông lại không lấy tiền nha ông không lấy tiền tại vì ông biết rằng là bà cố nghèo ông nói rằng cái này tôi chỉ giúp thôi tôi chỉ giúp cho cô thôi chứ không có tiền bạc gì hết à, có duyên cho nên nó là tôi giúp cho cô thôi xong rồi sau đó là ông thầy về lại châu đốc an giang thì sau đó là gia đình bà cố là không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì đây là câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Sau này khi mà bà ngoại của bạn lớn lên rồi á, thì bà ngoại mới nghe bà cố với lại mấy người anh chị còn lại của bà ngoại kể cho bà ngoại nghe. Nghe ghê các bạn ha, chuyện này lâu lắm rồi. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Mình nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn. Thí dụ như mình mà thấy con gì mình bắt con gì lạ lạ đừng nên ăn thiệt tình á mình thả nó đi đi đừng nên ăn đừng nên giết các bạn ơi trời ơi sao mà thi sợ quá hồi đợt trước á là lâu rồi chắc cũng khoảng chừng chắc khoảng chừng mấy trăm tập trước rồi thi có kể một cái câu chuyện tên là ăn trứng kim lạ ăn trứng chim lạ đó các bạn các bạn tìm nghe lại tập đó đi thì hôm nay là hả nghe chuyện về cái con chim lạ đó là ông thầy nói rằng chim này là thần trùng á các bạn thì Thi cũng có lên mạng, Thi có xem, thì Thi có thấy hình dáng của con chim này. Thì các bạn lên, các bạn coi, các bạn ha. Thì các bạn suy nghĩ câu chuyện này như thế nào, thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét, rút kinh nghiệm. Mình gặp cái gì lạ lạ, con gì ngộ ngộ, thả cho đi, đừng ăn các bạn nha, mất công, có chuyện xảy ra dữ lắm. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ bạn nữ này nhà của bạn ở Sài Gòn bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn thì bạn kể rằng là hồi cách đây cũng nhiều năm trước á bạn có một người gì là dì ruột của bạn luôn dì này thứ năm thì dì năm của bạn là bị ung thư và khi mà phát hiện ung thư, dì của bạn cũng có vô bệnh viện điều trị, nhưng mà tình trạng bệnh của dì không có được khả quan. Cái chỗ ung thư đó đó các bạn nó vỡ ra, nó bể ra. Rồi sau đó là bác sĩ trả dì về nhà, không điều trị nữa. Thì khi mà dì của bạn về, dì của bạn đau đớn cực kỳ luôn. Đau chịu không nổi mà theo cái kiểu sống mà sống không được mà chết thì cũng không chết được á các bạn sống không xong mà chết cũng không được á cho nên đau đớn cực kỳ luôn gia đình của bạn cũng rất là đau lòng vì điều đó mà ăn uống cũng không được luôn càng lúc gì càng yếu càng yếu mà lại không chết được ha thì bạn có thêm một người cậu ruột luôn cậu này thứ sáu là em sao gì năm đó cậu này thì ở bên mỹ bên nước ngoài thì có một bữa đó cậu đang ngủ tự nhiên là cậu nằm mơ trong giấc mơ cậu thấy có một bà già bà già này lạ quá à đi vô nói với cậu nói rằng là hả chuẩn bị đi nhà là sắp có người mất đó nhà sắp có tan đó thì bà này nói xong bà biến mất cậu của bạn cũng giật mình tỉnh dậy mới suy nghĩ trời sao tự nhiên mơ thấy lạ vậy bà nào nói gì hả lạ lùng vậy trời cái cậu mới nhớ lại dì năm thì cậu biết rằng dì năm đang bệnh ở việt nam thì cậu nghĩ rằng không lẽ là chị năm mình sẽ mất cho nên đợi tới sáng á, thì cậu mới gọi điện về Việt Nam Cậu mới hỏi tình trạng của dì Năm sao rồi Thì mọi người cũng trả lời là bây giờ dì Năm tệ lắm rồi, yếu lắm rồi Bây giờ sống không được mà chết cũng xong, đau đớn cực kỳ lắm Thì lúc này á, cậu Sáu của bạn mới nói rằng là hôm qua là em nằm mơ thấy vậy đó Cái kiểu này á, hả còn có khoảng 3 tuần nữa là tới đám giỗ của má là bà ngoại của bạn thì để em về Việt Nam, có gì làm đám giỗ cho má xong rồi em ở Việt Nam chừng vài tháng coi là để coi có chuyện gì xảy ra không. Thì khoảng tuần lễ sau là cậu của bạn về. Thì khi cậu của bạn về là vì năm của bạn là đang nằm trên giường đau đớn một chỗ mà. Cái à, cỡ thêm khoảng chừng tới cái ngày đám giỗ của bà ngoại ha. Trước ngày đám giỗ của ngoại á hai ngày. Thí dụ như hôm thứ bảy là đám giỗ của ngoại đi. Thì cái hôm ngày thứ năm á Là vì năm của bạn cực kỳ đau Vì rên, vì la Đau quá chịu không nổi Vì rên, vì la quá trời luôn Mọi người đau lòng lắm Mà không biết phải làm sao Cậu của bạn thấy vậy á Cậu mới đi lại đằng bàn thờ của ngoại á Cậu mới quỳ xuống Cậu mới nói rằng má ơi má Bây giờ chị năm con á Chị bệnh nặng quá rồi Mà con thấy chị đau đớn vậy đó Con chịu không nổi Gia đình không ai chịu nổi hết má ơi thì thôi có gì á má về má dẫn chị đi đi để chị được ra đi để mà đỡ đau đớn chứ bây giờ đau quá người nhà nhìn thấy kiểu nổi má ơi thì khi mà cậu năm vái bà ngoại như vậy tầm khoảng chừng tiếng sao là ý xin lỗi cậu sáu vái bà ngoại như vậy thì tầm khoảng chừng tiếng sao là vì năm của bạn mất thì lúc mà vì năm mất là cũng lo đám tang cho dì đó ha rồi cũng làm đám dỗ cho ngoại và sau khi mà xong xuôi hết rồi á Đêm đó là cậu sáu của bạn ngủ á Cậu sáu của bạn đã nhìn thấy bà ngoại Và nhìn thấy dì năm của bạn Là hai người dẫn tay nhau đi vô Nhìn cậu xong rồi đi ra Mà cậu nói rằng nha Gương mặt của hai người á Thanh thản cực kỳ luôn Vô nhìn cậu cười xong rồi bước ra là đi luôn đó thì đây là chuyện không có gì đáng sợ hết nhưng mà cũng là tâm linh rồi là cậu thấy như vậy á các bạn thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay tiếp theo là câu chuyện thứ ba câu chuyện này là của một bạn nam chuyện này cũng ngắn thôi quê bạn nam này là ở hậu giang và hiện tại thì bạn đang sinh sống và làm việc ở vũng tàu bạn ở chung với lại mẹ của bạn ở vòng trọ đó thì bạn kể rằng là ở kế bên phòng trọ của bạn là có hai mẹ con đó là cũng bạn với bạn luôn nói chung thân với lắm hai đứa làm chung công ty rồi hai mẹ con nó ở bên phòng kia hai mẹ con bạn ở kế bên cho nên thân thiết vô cùng thì có một bữa đó đó là mẹ của kia đi về quê ăn đám giỗ đám cưới gì đó cho nên tối đó là không có mẹ nó nhà Thành ra nó mới rủ bạn Nó kêu bạn á là qua ngủ chung với nó đi cho vui Cái bạn cũng qua Hai thằng mới nằm bấm điện thoại Từ 9 giờ mấy Cho tới 12 giờ đêm Thì bạn kể rằng lúc này cũng mệt rồi Thành ra là hai đứa cũng buông điện thoại xuống ngủ Thì tầm khoảng chừng nửa tiếng sau Tự nhiên là bạn cảm giác như có người Mà đang kéo tay kéo chân của bạn Cho nên bạn giật mình bạn tỉnh dậy khi bạn tỉnh thì bạn thấy rằng là có bốn năm người đứng xung quanh bạn bạn dòm qua thì bạn thấy bạn của bạn vẫn đang nằm ngái o o còn bốn năm người kia là đang đứng xung quanh bạn mà người thì kéo tay người thì giật chân bạn kêu đi đi mày đi mày mà kêu vậy đó mà mặt mày ai nấy hung dữ vô cùng thì lúc đó đó bạn mới nhìn thấy vậy là bạn biết rằng nhìn liếc ra ngoài thì thấy cái cửa khóa trong nhìn qua đây thì thằng bạn của mình ngủ mà ta nói mấy người đó la um sùm kêu bạn đi đi mày mà bạn này nó ngủ như chết vậy đó nó không hay thì bạn đoán là vong cho nên bạn nam này á mới niệm phật nam mô như đà phật nam mô đà phật thì mấy người này chửi nha mà vừa nắm tay vừa nắm chân kéo vừa chửi A, à, mình niệm phật hả mày mình niệm phật cái mày mình nín chưa Mày nín chưa mình nín chưa mà làm vậy đó thì lúc này á bạn thấy rằng ủa kỳ vậy trời bây giờ niệm phật mà không có tác dụng luôn người ta chửi người ta lôi tai lôi chân thì lúc đó đó bạn mới liếc qua cái góc đằng kia thì do là do là bà ngoại của bạn bạn á mất rồi cho nên nó là mẹ của nó có thờ một bàn thờ nhỏ ở trong phòng trọ thờ bà ngoại nó thì lúc này bạn mới liếc qua bạn thấy bàn thờ bà ngoại của bạn bạn mới kêu rằng á ngoại ơi ngoại cứu con mặc dù không phải ngoại mình mà là ngoại của bạn mình nhưng mà bạn vẫn kêu ngoại ơi ngoại cứu con cứu con ngoại ơi cứu con thì khi mà bạn kêu như vậy nha bạn thấy rõ ràng ở trong cái bàn thờ nhỏ đó tấm hình thờ đó tự nhiên có một cái luồng khói nó lướt ra các bạn bạn thấy rõ luôn lướt ra xong rồi nha tự nhiên bạn nghe cái gì kêu kéo kéo, kéo 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 mà kiểu như đánh nhau vậy hình hịch hình hịch hình hịch cái hồi sau đó hết luôn thì lúc này cơ thể của bạn mới nhẹ nhàng lại Xong rồi bạn ngồi dậy Bạn đi về phòng của mình luôn gõ cửa Kêu mẹ ơi mẹ Mẹ ra mở hỏi gì Ủa sao ông ngủ bên kia Nó rủ mày qua bên kia ngủ mà Cái bạn nói trời ơi, con thấy ma mẹ ơi con thấy ma thôi thôi về phòng mình ngủ rồi là từ đó về sau bạn không bao giờ dám qua bên phòng của bạn này để mà ngủ chung với nó mặc dù nó cũng ngủ nhiều lần rồi nhưng mà bạn qua bạn nó hôi bên phòng mỹ ghê lắm cho nên tao không qua đâu tao bị ma kéo tay kéo chân vậy đó ha thì bạn cũng có kể lại cho nó nghe vậy đó ha thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay thi đã kể xong tập một nghìn sáu trăm chín mươi ba rồi các bạn hẹn gặp lại các bạn ở tập một nghìn sáu trăm 94 Thuê sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thuê các bạn nha Thuê cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thuê Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha Xin chào